Xin chào các em, rất vui khi được đồng hành cùng các em lớp 6 trong những giờ học văn vô cùng thú vị ở trang web olm.vn Các em thân mến, trong chủ đề những trải nghiệm trong đời, chúng mình đã được học, nghe những câu chuyện của các bạn dế mèn, bò dừa và cả nhân vật tôi trong vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ mỗi bạn đều có cho mình những trải nghiệm vô cùng thú vị mà ở đó các bạn đều có những bài học vô cùng quý giá còn các em thì sao các em có những trải nghiệm gì trong cuộc sống chưa chắc chắn là có chứ phải không nào nhưng làm thế nào để viết thành một bài văn chia sẻ cùng với mọi người đừng lo lắng trong video bài học hôm nay cô sẽ hướng dẫn đến các bạn cách viết bài văn kể lại một trải nghiệm của bản thân. Bài học của chúng mình đi qua những nội dung chính sau. Thứ nhất, tri thức văn bản. Thứ hai, phân tích kiểu văn bản. Thứ ba, quy trình viết. Cùng cô đi vào bài học ngay bây giờ nhé. Ở phần thứ nhất, tri thức văn bản, trước hết dựa vào kiến thức của bản thân, theo bạn bài văn kể lại một trải nghiệm cá nhân thuộc kiểu văn bản nào bài văn kể lại một trải nghiệm cá nhân là bài văn thuộc kiểu văn bản tự sự có nội dung chính là ghi lại những trải nghiệm của bản thân có thể là một sự việc một tình huống một kỷ niệm nào đó đã xảy ra trong quá khứ mà người viết có ấn tượng sâu đậm khó quên để lại nhiều cảm xúc suy nghĩ cho tác giả bài văn này chú trọng tính xác thực của nội dung kể nên không có yếu tố hư cấu tưởng tượng mục đích viết của bài văn này là nhằm kể lại một trải nghiệm cá nhân để chia sẻ với người đọc và đối tượng đọc của bài văn có thể là thầy cô bạn bè người thân hoặc những người quan tâm đến trải nghiệm của em Phần thứ hai trong bài học của chúng mình đó là phân tích kiểu văn bản. Trong sách giáo khoa trang 103 có một bài văn mẫu kể lại trải nghiệm của bản thân. Trước khi trả lời những câu hỏi, các bạn hãy dừng video lại ít phút để đọc thật kỹ văn bản này nhé. Có thể thấy, ở đoạn mở đầu, người viết đại giới thiệu là mình được trải nghiệm. Cụ thể, vào thời gian năm 10 tuổi, đầu thân bài người viết cũng nêu lên không gian xảy ra sự việc là ở chính ngôi làng của mình sự việc này có sự góp mặt của những người bạn cùng trang lứa các bạn có thể đọc kỹ lại đoạn mở bài và cho cô biết bài viết đã sử dụng ngôi kể nào đúng vậy bài viết sử dụng ngôi kể thứ nhất cụ thể người kể xưng tôi kể lại chính trải nghiệm của mình với kiểu văn bản này, người viết cần kể lại một cách trung thực những gì mình đã trải qua. Trong văn bản, nhân vật tôi đã kể lại những sự việc chính nào, hãy giúp cô sắp xếp các sự việc ấy nhé. Qua hồi ức của nhân vật tôi, ngôi làng của cậu ở có một con sông thanh bình. Những đứa trẻ trong làng thường rủ nhau tắm sông, vào một buổi trưa oi ả, các bạn nhỏ tổ chức cuộc thi bơi lội mà nhân vật tôi cũng là một người chơi cậu chơi vô cùng nhiệt tình đến nỗi quên mất lời mẹ dặn mà bơi ra xa bờ kết quả bị chuột rút cậu dần chìm xuống dưới nước trong tiếng cư cứu thất thanh thật may là có một người trong làng đi câu cá gần đấy đã cứu được cậu ấy trên đây là những sự kiện chính trong trải nghiệm không bao giờ quên của nhân vật tôi được người viết kể theo trình tự thời gian tuyến tính, sự việc nào có trước, kể trước, sự việc nào đến sau, kể sau. Không chỉ sử dụng phương thức tự sự, trong văn bản còn sử dụng yếu tố miêu tả. Hãy giúp cô gạch chân dưới những câu văn có sử dụng yếu tố miêu tả nhất. như vậy ở đoạn văn trên những câu văn sau đã sử dụng yếu tố miêu tả để mô tả lại khung cảnh ngôi làng dòng sông nơi mà gợi nhớ cho nhân vật tôi những kỷ niệm khó quên tương tự như cách làm trên các bạn có thể đọc lại những đoạn văn khác để tìm ra những yếu tố miêu tả vậy vì sao trong văn bản tự sự lại xen lẫn yếu tố miêu tả nhỉ trước hết có thể thấy yếu tố miêu tả sẽ giúp cho người đọc hình dung về những chi tiết hình ảnh có trong văn bản một cách dễ dàng miêu tả khiến văn bản không khô khan mà trở nên mềm mại hấp dẫn hơn tất nhiên một bài viết có sự kết hợp của các phương thức biểu đạt sẽ hay và đạt hiệu quả cao hơn với việc chỉ đơn thuần kể lại một sự việc nào đó vậy sau những trải nghiệm của bản thân nhân vật tôi đã có cho mình những bài học gì các bạn cùng quan sát vào phần cuối của bài viết sau một lần xém bị đuối nước, nhân vật tôi rất sợ hãi, nếu không có sự giúp đỡ của người trong làng, chắc giờ này cậu không còn gặp lại mẹ của mình. Vì thế, nhân vật tôi nhận ra rằng, cần biết phân lời người lớn và chỉ bơi lội ở nơi an toàn có sự giám sát của người lớn. Nhưng vì sao ý nghĩa đó được trình bày ở cuối bài văn nhĩ rất đơn giản thôi bởi sau khi có cho mình những trải nghiệm thì mới có thể rút ra được bài học sâu sắc bên cạnh đó đặt bài học ở cuối văn bản nhằm tạo nên điểm nhấn thể hiện suy nghĩ của người viết cùng hy vọng gửi gắm đến người đọc những bài học quý giá hơn như vậy qua những phân tích ở văn bản mẫu chúng mình có những lưu ý cho bài văn kể lại trải nghiệm như sau sử dụng ngôi kệ thứ nhất giới thiệu được trải nghiệm tập trung vào sự việc chính, không lan man dài dòng. Đặc biệt, bài văn cần phải thể hiện được suy nghĩ, cảm xúc của tác giả chứ không chỉ đơn thuần là tái hiện lại sự việc, tình huống của trải nghiệm đó. Vậy, có bao nhiêu bước để có được bài viết kể lại một trải nghiệm? Cùng cô theo dõi những video tiếp theo nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.